Thư sư con từng nghe nói, chúng sanh sau khi chết đi xuống nhiều hơn là đi lên. Khi con nghe như vậy, trong lòng lo lắng cho người thân cha mẹ của mình. Con nghĩ rằng, nếu như đến lúc họ chết lỡ như họ sanh, sau các cõi khổ thì sao? Thư sư, trong Kinh Đức Phật có cách nào để giúp cho người thân, cha mẹ quyến thuộc của mình được sanh về cõi tốt hơn không? Ờ, thưa quý vị đó theo kinh um, bên ngoài vách tường thì đức phật có nói những cái thân bằng quyến thuộc của chúng ta nếu như mà họ sanh làm à, ngạ quỷ thì họ sẽ trở về ở bên ngoài ngôi nhà cũ của mình nhưng mà do duy nghiệp đó, cho nên rất nhiều người không có nhớ đến họ. Sư có một cái người họ hàng bà con vừa mới mất. Thì cái người con cả đó và gia đình gia đình người con cả của cái của cô này đó, thì uh, có một cái tà kiến là chết rồi thì thôi. Cho nên là không có nghĩ gì đến cái chuyện cúng kiến giỗ quải hoặc là bất kỳ cái gì cho người mẹ vừa mới quá vãn của mình thành ra những gia đình mà có cái người thân như vậy đó thì nếu như họ sanh vào các cõi khổ họ không có cơ hội gì cả bởi vì thân bằng quyến thuộc của họ không có nhớ đến họ thành ra nếu như theo tinh thần của kinh bên ngoài vách tường nếu như chúng ta nhớ nghĩ đến thân bằng quyến thuộc của chúng ta đang sanh vào các cõi khổ, thì quý vị nên tích cực làm phước, bố thí cúng dường. Trong kinh bên ngoài vách tường, thì khi quý vị bố thí, bố thí thực phẩm hoặc làm những buổi lễ tre tăng, nói chung là tất cả các cái phước thiện quý vị hãy mở miệng ra và nói như thế này nè à, đại ý thôi ha. câu nói như thế nào thì tùy quý vị quan trọng là cái ý nghĩa của nó đó là cái phước mà tôi đã làm xin chia phước đến cho thân bằng quyến thuộc của tôi nhất là những người đã quá vãng thì khi quý vị nói như vậy đó thân bằng quyến thuộc của quý vị sẽ được uh, họ hưởng được cái phần mà quý vị hồi hướng nhà như vậy đó họ sẽ hưởng được cái quả báo đó họ sẽ uh, thoát khỏi cái khổ nếu như mà cái phước của vị đủ lớn và nó có thể chấm dứt được cái ác nghiệp của thân bằng quý thuộc quý vị và quý vị cứ yên tâm á một chuyện là cái việc mà chúng ta làm tức là cái chuyện chúng ta bố thí cúng dường và hồi hướng phước không phải là không có ích, không phải là cái điều vô ích, không phải là nó không đem lại quả báo. Nó có đem lại quả báo. Ha? Còn những cái chuyện mà than khóc, khóc lóc, than vãn, buồn phiền thì cũng trên tinh thần bậy kinh. Dù cho quý vị có làm cái chuyện đó một cách thường xuyên, tức là chúng ta thường xuyên than khóc, thường xuyên than vãn, thường xuyên nhớ nghĩ thì bản thân cái chuyện đó nó cũng không có giúp ích gì được cho thân bằng quyến thuộc của chúng ta đã quá vãng đâu.